Xin chào các khán giả của Nextport. Đây là bản tin Nextport News phát sóng lúc 20 giờ trên fanpage và kênh YouTube của Nextport. Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ UEFA Nations League và tâm điểm chắc chắn hướng về hai ông lớn là Tây Ban Nha và Đức. Nhưng sau 90 phút thi đấu chính thức thì chỉ có một đội có được niềm vui trọn vẹn. Chỉ phải đối đầu với một Ukraine bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Tây Ban Nha đã không khó để giành trọn 3 điểm. Đội trưởng Sergio Ramos là người mở tỷ số trận đấu sau quả đá phạt đền chính xác. Và cũng chính anh là người nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Vietop. Trước khi hiệp 1 khép lại, Ansu Fati đã nâng tỷ số lên 3-0. Ngôi sao của Barcelona cũng tạo nên lịch sử khi là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Tây Ban Nha khi mới chỉ 17 tuổi. Đến phút thứ 84, tiền vệ Ferran Torres vừa được tung vào sân đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Với 3 điểm có được, Tây Ban Nha đã vươn lên dẫn đầu bảng 4 UEFA Nations League với 4 điểm sau 2 vòng đấu. Trái ngược với Tây Ban Nha, Đức vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên ở UEFA Nations League kể từ khi giải đấu được thành lập. Họ tiếp tục gây thất vọng trước Thụy Sĩ dù đã dẫn trước. Ilkay Gundogan đã đưa Đức vươn lên dẫn trước trong hiệp 1, nhưng việc không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đã khiến đoàn quân của Joachim Löw phải trả giá đắt bởi bàn thắng đẹp của Sivan Wimmer bên phía Thụy Sĩ. Trận hòa trước Thụy Sĩ khiến cỗ xe tăng kéo dài chuỗi trận không thắng của mình lên con số 6. Ở tuổi 17, Ansu Fati đang khiến các cầu thủ khác phải ghen tị. Cách đây ít ngày, thần đồng trẻ của Barcelona trở thành cầu thủ trẻ nhất của Tây Ban Nha ra sân kể từ năm 1936 ở tuổi 17 và 308 ngày. Và đến đêm qua, Ansu Fati tiếp tục lập kỷ lục khác trong trận đá chính đầu tiên cho La Roja. Bàn thắng vào lưới Ukraine giúp Fati phá kỷ lục tồn tại đã 95 năm của Juan Erasquin lập được. Ở độ tuổi 17 và 311 ngày, anh chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Tây Ban Nha, vượt qua kỷ lục cũ 18 tuổi và 344 ngày. Ngay sau trận đấu, đội trưởng Sergio Ramos gửi lời chúc mừng tới cầu thủ trẻ sau màn trình diễn ấn tượng trong lần đầu được đá chính. Xin chúc mừng Ansu, cậu ấy là một cầu thủ trẻ mang đến sự tươi mới và khát vọng mà tập thể cần. Thật tuyệt vời khi được bổ sung một nguồn năng lực tích cực như vậy. Dù mới chỉ có 17 tuổi, nhưng với những gì Fati đã thể hiện, dễ hiểu khi chủ tịch Bartomeu muốn tiền đạo trẻ này ký hợp đồng trọn đời với Barcelona ngay từ bây giờ. Rạng sáng nay thì Tây Ban Nha dễ dàng có được chiến thắng 4-0 trước Ukraine. Và không ai khác, ngôi sao sáng nhất của trận đấu là trung vệ đội trưởng Sergio Ramos. Ở độ tuổi 34 thì anh chàng này vẫn đang là nhân tố không thể thiếu của đội hình Real Madrid cũng như Tây Ban Nha. Vậy đâu là bí kíp để anh giữ vững phong độ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Mùa giải La Liga 2019-2020 khép lại với chức vô địch thuộc về Real Madrid. Các cầu thủ được nghỉ xả hơi để bắt đầu cho một mùa giải mới. Thế nhưng, không ngủ quên trên chiến thắng, đội trưởng của Real Madrid vẫn miệt mài tập luyện. Ngoài thời gian tập luyện chuyên môn, Ramos cũng dành nhiều thời gian để tập gym, đi bơi để nâng cao thể lực. Anh chú trọng nhất là các bài tập cho chân và các bài tập tăng sức bền của cơ thể. Chạy bộ, đu xà, chống đẩy, tập tạ là những bài tập mà Ramos thường thực hành. Theo các chuyên gia đánh giá, Ramos vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Quả là có công mài sắt, có ngày nên kim. Cả Italia và Hà Lan đều đang đạt điểm rơi phong độ. Tuy nhiên trận hòa đáng tiếc trước Bosnia đã khiến cho Italia gặp khó khăn cho tấm vé đi tiếp. Và đêm nay thầy trò Roberto Mancini rất quyết tâm để giành chiến thắng trước một Hà Lan vừa mới thay tướng. Sau khi không thể góp mặt tại World Cup 2018, cả Hà Lan và Italia đều trải qua một cuộc cách mạng mạnh mẽ. Cả hai đội tuyển này đều đang hướng đến việc trẻ hóa đội hình bằng cách tạo thêm cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Và dường như điều đó đã đem lại thành công cho cả Hà Lan lẫn Italia. Dưới thời cựu huấn luyện viên Ronald Koeman, ông đã đem lại những tín hiệu vô cùng tích cực. Kết quả, ông đã đưa cơn lốc màu da cam vào chung kết Nations League vào năm ngoái và song song với đó là tầm vé đến vòng chung kết Euro 2020. Và cho dù trên băng ghế huấn luyện hiện tại là Dries Loijs, trợ lý được Liên đoàn bóng đá Hà Lan đưa lên làm huấn luyện viên tạm quyền, nhưng các cầu thủ Hà Lan vẫn thi đấu tốt. Chiến thắng 1-0 và lối chơi áp đảo trong trận mở màn với Ba Lan là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Phía đối diện, điều tương tự cũng xảy ra với cách mà huấn luyện viên Roberto Mancini đang thay đổi Italia. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Italia đang là đội tuyển giữ được sự ổn định nhất ở khu vực châu Âu. Dù mới để Bosnia ngắt mạch 11 trận toàn thắng sau trận hòa 1-1, nhưng không thể phủ nhận Italia dưới thời Mancini vẫn rất nguy hiểm. Hai đội tuyển sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu đêm nay ở Amsterdam.
đây không chỉ là trận đấu cho một tấm vé đi tiếp, mà còn chứng minh đội tuyển nào đang có cuộc cải cách tốt hơn. Quý vị thân mến, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã bị loại khỏi vòng 4 US Open. Tuy nhiên, anh dừng bước không phải vì thua cho Pablo Carreño Busta, mà vì một sự cố không ai ngờ tới. Mới đây, Novak Djokovic rời US Open theo một cách mà không ai ngờ tới, đó là bị xử thua. Trước đó, Djokovic đã ức chế về tinh thần khi bỏ lỡ 3 set point. Và khi để mất break ở giờ thứ 11, tay vợt người Serbia có vẻ không giữ được bình tĩnh. Thông thường, các tay vợt sẽ trả nhẹ bóng cho các nhân viên nhặt bóng trên sân. Nhưng cú đánh của Djokovic lại quá mạnh và không may trúng cổ trọng tài dây khiến bà đổ gục xuống sân. Dù nữ trọng tài vẫn có thể đứng dậy, nhưng sau khi ban tổ chức US Open thảo luận và áp dụng của luật Grand Slam, họ quyết định xử thua tay vợt số 1 thế giới. Theo quy định của Hiệp hội Quần vợt Mỹ, hành động cố ý đánh bóng gây nguy hiểm hoặc đánh bóng cầu thả không quan tâm đến hậu quả, tay vợt đó sẽ bị loại khỏi US Open 2020. Cho dù biết Djokovic không chủ đích đánh trúng trọng tài, nhưng sự bất cẩn đã khiến tay vợt người Serbia phải trả giá đắt. Tay vợt số 1 thế giới chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi không hề cố ý, tuy nhiên đây sẽ là bài học để tôi ghi nhớ." Với việc bị loại, Novak Djokovic sẽ lỡ cơ hội rút ngắn số danh hiệu Grand Slam với Nadal và Federer khi cả hai đều không tham dự. Trước Djokovic, đã có nhiều tay vợt khác cũng từng bị xử thua vì đánh bóng trúng trọng tài, như trường hợp của Tim Hemman tại Wimbledon 1996, hay gần đây nhất là trường hợp của Denis Shapovalov trong khuôn khổ Davis Cup. Chuyển sang phần tin trong nước, sau nhiều thời gian chờ đợi liệu mình có thể khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không, thì mới đây thủ thành đang thi đấu ở Cộng hòa Séc, Philip Nguyễn đã chốt tương lai của mình. Chưa đầy một ngày sau khi được triệu tập lên đội tuyển Cộng hòa Séc chuẩn bị cho UEFA Nations League, Philip Nguyễn đã tuyên bố lựa chọn khoác áo đội tuyển châu Âu. Anh nói mình không thể đợi được việc cấp quốc tịch Việt Nam dù đã cố gắng suốt 3 năm qua. Philip Nguyễn đã đi một chặng đường dài để tìm kiếm cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, nhưng chưa bao giờ anh có thể đi đến đích. Đẳng cấp của Philip Nguyễn là điều đã được khẳng định. Anh đang bắt chính cho câu lạc bộ Slovan Liberec và đang chuẩn bị thi đấu tại vòng loại Europa League. Cách đây 2 mùa giải, người Các Đền sinh năm 1992 này còn trở thành thủ môn hay nhất của giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Bóng đá Việt Nam đã tiến những bước xa trong vài năm qua. Tuy nhiên, việc một người xuất sắc như Philip Nguyễn không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam là một điều đáng tiếc. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ trên fanpage và kênh YouTube của Nightsport.